Dạ, em chào Tường. Em có một cái câu hỏi về tình yêu của Tường. Dạ, em muốn hỏi Tường là Tường có tin vào tình yêu sét đánh không ạ? Và Tường có gặp tình yêu sét đánh bao giờ chưa? Em tên là Tuyết Vân. Tên Facebook em là gì? Vân Ruby. À, Vân Ruby hay comment cho Thiên Lai. Năm nay Tường 28 tuổi. Xét đánh Tường cũng nhiều. Nhưng mà Tường chưa đánh ai. Tường nghĩ là Tường cũng chỉ là một người Việt bình thường. Tường rất là tin vào tình yêu xét đánh. Tường hay gọi đó là định mệnh, đờ mờn. Viết tắt của chữ định mệnh. Nhưng mà Tường tin vào, tại vì tình yêu xét đánh nó sẽ, đối với Tường nó sẽ khác với tình yêu đích thực. Tình yêu đích thực thì true love nó là cái you build, nó có nghĩa là phải được xây dựng, phải qua sóng gió, rồi phải qua những khi mình nói là mình sẽ yêu người đó mãi mãi, nhưng chưa chắc không có mãi mãi. Và khi mà gặp cái này cái kia cái nọ thì bạn có sẵn sàng bỏ cái tôi của bạn xuống, và cái tình yêu đó quan trọng hơn chính bản thân bạn hay không, thì qua mọi sóng gió thì mới biết. Thì tôi nghĩ là tất cả những cặp vợ chồng mà có thể sống với nhau tới 80-90 tuổi khi họ chết đi thì là đa phần là không phải bởi vì cái xét đánh đó, mà là bởi vì họ chịu ngồi lại cùng nhau đối mặt vấn đề, hay là nắm tay nhau đi qua những cái lúc khó khăn nhất cũng như là hạnh phúc nhất.